mùng 10 tháng 11 năm 2020 thì sư cô chùa Phổ Thiền cùng với hội Hoa Đức đến nhà chú Nhàn để trao số quà là 5 triệu đồng từ chị Trinh nhận của là Thái La Tăng và Dích Sơn thì ở Mỹ. Thì hôm nay sư sẽ trao cho chú để chú tiếp tục đi trị bệnh để sớm được được bình phục để lo cho con và gia đình nha. Dạ. Dạ, sư giao là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy là đủ 5 triệu nha. Dạ, dạ. Rồi chúc chú là phải cố gắng để hoàn bình phục, dạ, có được sức khỏe để lo cho con và lo cho mẹ và gia đình của chú được được bình yên hơn, dạ, có một cuộc sống ổn định hơn nha. Dạ, con cũng xin cảm ơn sư cũng như tất cả các anh chị mạnh thường quân đã mang số tiền này đến và để giúp cho gia đình vượt qua những lúc hoạn nạn khó khăn, đồng thời nhân dịp đây mong cầu sư cũng như tất cả các anh chị em mạnh thường quân giàu giàu sức khỏe, cuộc sống luôn đạt được bình an. Dạ, thì con cảm ơn cô Trinh đã cho ba con số tiền để mang tiền giới thiệu.